BTS dành cho các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Pesa. Và nó thật là cũng lâu rồi mình mới làm lại cái video về chủ đề làm đẹp Beauty Talk. Và hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cái quá trình thay đổi phong cách trang điểm của mình. Nói chung là từ xưa cho tới bây giờ luôn. Kiểu như là tự nhiên một ngày mà đang ngồi trang điểm để quay video thì mới sự nhớ ra là cái cách trang điểm của mình bây giờ nó đơn giản hơn hồi lúc trước rất nhiều và nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nên là mình mới nghĩ là tại sao mình không làm một cái video so sánh cái sự khác biệt đó. Và mình sẽ chia mặt mình ra làm đôi luôn. Một nửa là trang điểm theo cái phong cách bây giờ, còn nữa là sẽ theo cái style của ngày xưa, kiểu như là còn thời teen. Nhưng mà trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên subscribe kênh của mình nha. Kéo xuống dưới một chút thôi. Nói sơ qua một tí thì thật ra mình cái phong cách trang điểm của mình nó cũng không có phải là theo trend hay là cái gì cả. Mình cũng không có theo phong cách Mỹ hay là Hàn Quốc, mà mình kiểu như là cái nào mình cảm thấy nó vừa mắt á thì mình sẽ làm, và mình làm riết thì nó quen tay thôi. Lúc trước thì mình trang điểm nó nhiều bước hơn. Thật sự là mình tập trung vào trang điểm nhiều hơn. Bây giờ thì mình trang điểm ít và chủ yếu tập trung vào skincare. Lúc mà già thì nó khác ha. Kiểu như già rồi mới bắt đầu quan tâm đến vấn đề da dẻ. Còn lúc trước trẻ da mặt nó cũng đẹp sẵn rồi, chỉ cần make up thôi, không cần phải lo lắng nghĩ ngợi gì nhiều. Với lại nó cũng đỡ tốn tiền hơn, dù gì thì đồ make up nó cũng rẻ hơn là đồ dưỡng da. Mình bắt đầu trang điểm từ hồi năm 16 tuổi không ta? Ừ, lúc đó thì mình có học một cái lớp trang điểm của nhà văn hóa phụ nữ. Nói chung khoảng thời gian đó mình trang điểm nó cũng fail lắm. Kiểu như bây giờ nhìn lại những cái hình hồi xưa thấy không hiểu sao mình có thể họa mặt như vậy rồi đi ra đường được. Kiểu như là đánh con mắt thì nó đen xì, xong rồi nhũ rồi kim tuyến tùm lum tà la hết. Rồi không có kẻ, lúc đó mình kẻ chân mày cũng chưa có được đẹp á. Nói thật thì mình mới bắt đầu biết kẻ chân mày cỡ khoảng 3-4 năm đây thôi. Trước đó thì mình kẻ chân mày ghê lắm, kiểu như là đậm lè luôn. Rồi sau này khi qua Mỹ thì mình thích tránh smoky eye, rồi kẻ eyeliner dày. Trang điểm thì tất nhiên là kiểu matte á. Về Việt Nam thì mình có thử một số cái style của Hàn Quốc và Nhật, ví dụ như là kiểu má hồng xây rượu, hoặc là trang điểm mắt nó đơn giản hơn, tức là thay vì smoky eye thì cần tới 5-6 màu mắt thì Hàn Quốc thì họ chỉ dùng nhiều lắm là 3 màu thôi. Nói chung là nó cũng thay đổi, thật ra là nó, mình có thể gọi là nó tối giản hơn nhiều và mình chuộng các kiểu trang điểm nó tự nhiên hơn. Với lại một phần là do mình chủ yếu bây giờ trang điểm chỉ là để quay video thôi á. Hồi xưa thì cứ mỗi lần đi ra đường là mình sẽ trang điểm và lầm lộn luôn. Còn bây giờ thì lười lắm. Với lại dịch bệnh này, đeo khẩu trang á, là cũng cái trang điểm cho hoành tráng thì ra đường cũng chả ai nhìn. Thành ra là càng lúc càng lười, rồi bỏ cái thói quen ra đường trang điểm luôn. Bây giờ cứ đi chơi thì mình chỉ có kẻ chân mày một tí, lâu lâu thì có đánh mắt rồi thôi xong. Đó. Chứ lúc trước là sẽ rào là kem nền, rồi che khuyết điểm đủ kiểu hết. Chưa kể là lâu lâu ngựa ngựa còn gắn mi giả nữa. Bây giờ không biết là còn gắn cái mi nó lên nổi không á. Tại vì cảm giác như là lâu rồi không đeo nó rất là nặng nề. Thì như là nó nói, mình sẽ chia cái mặt của mình ra làm đôi. Hôm nay bên này nè, đang bị mụn nhiều hơn á, nên là mình sẽ trang điểm theo cái style cũ ở bên này. Và bên nửa phần bên này thì sẽ theo cái cách mà mình đang trang điểm bây giờ. Thật ra cái mặt của mình bây giờ nó đang trang điểm sẵn rồi, nhưng mà để các bạn có thể nhìn một cách rõ ràng chi tiết thì mình sẽ tẩy trang hết toàn bộ và họa mặt lại từ đầu luôn. Ok, bây giờ đợi mình một chút để mình đi tẩy trang. Few moments later. Ok, mình đã quay trở lại với một gương mặt mộc và mình đã có dưỡng da sơ sơ một tí rồi. Rồi mình sẽ làm theo trình tự mà mình thường làm. Thật ra thì nó cũng thứ tự trang điểm nó cũng y chang nhau thôi, chỉ có là nó ít hơn hay nhiều hơn một số bước nào đó. Với lại thì mình lúc mà trang điểm theo thứ tự mình sẽ làm song song giữa hai bên để các bạn có thể phân biệt. Ngoài ra thì các sản phẩm mình dùng đều giống nhau. Nếu mà có khác biệt thì chủ yếu là do cái bên cũ mình sẽ làm nhiều sản phẩm hơn so với bên mới. Rồi cùng bắt đầu nha. Đây là gương mặt mộc của mình chưa trang điểm. Dạo này cũng bị mụn lại á, nên là hơi khó chịu một tí. Như mình đã nói thì bên này sẽ là phiên bản cũ và bên đây sẽ là phiên bản mới. Bắt đầu với
primer thì hồi lúc trước do là sử dụng rất là nhiều những cái bước trang điểm khác nhau nên là lúc nào mình cũng sẽ dùng một cái lớp primer trước. Còn bây giờ thì mình chỉ bôi kem chống nắng thôi rồi bắt đầu trang điểm luôn. Thế nên là sẽ bắt đầu bằng cái primer này, nó có cái kiểu packaging giống như là cushion vậy đó, nên là dùng rất là dễ nhưng mà mình cảm thấy nó hơi hao á, tại vì nó thấm vào cái bông này cũng nhiều. Thì mình có một cái gương ở đây nên là mình sẽ nhìn vào gương. Các bạn thấy mình nhìn xuống thì cũng đừng có thắc mắc. Thì cái việc primer cho mặt á, ngoài việc giúp cho cái lớp makeup nó không có bị hằn hoặc là bị chảy thì nó còn giúp cho những cái lỗ chân lông á nó được che giấu một tí, nên lúc mà đánh kem nền nó sẽ không bị hằn lên. Và cái primer này hình như nó còn có SPF 24 nữa. Mặc dù mình cũng đã thay cái chống nắng trước rồi nhưng mà thôi, kiểu như là chống nắng cộng cộng cũng được, không sao. Rồi xong rồi, tiếp theo mình sẽ color correcting. Mình có một cái bảng màu này đây của Smashbox. Dành cho bạn nào không biết thì color correcting là dùng để che khuyết điểm cho những cái giống như là mụn nè, mụn đỏ, rồi vết nám, vết thâm, hoặc là những cái gọi là vùng da không đều màu á. Thì mỗi cái màu này nó sẽ dành cho những cái vùng khác nhau. Màu tím là dùng cho vùng thâm hoặc là không đều màu, màu xanh nó là dùng cho mụn đỏ, còn hai cái màu cam này là dùng để che bọng mắt. Thì tùy vào cái màu da mà bạn sẽ dùng cái màu cam đậm hoặc là màu cam nhạt. Da càng sáng thì cái màu cam sẽ nhạt hơn. Hôm nay bên mặt này của mình có một vài nốt mụn á, nên mình sẽ che. Cách dùng á, thì bạn chỉ chấm nhẹ lên thôi, đừng có chay nhiều quá. Lúc mà nhìn á, thì nhìn nó sẽ hơi mắc cười một tí, thì những có hai cái nốt xanh nha, một khi lát nữa tán ra thì nó sẽ không có thấy đâu. Và mình cũng sẽ dùng màu tím này để đặt lên những cái vùng như là cánh mũi nè, nó hơi tối màu hơn á. Và mình có một số cái vùng nám ở trên da, ví dụ như là vùng gò má của mình nó siêu tối màu luôn. Mình cũng đang kiếm cách làm cho cái vùng da nó sáng hơn, nhưng mà tới bây giờ mọi nỗ lực được vậy. Cái vùng trán của mình nó cũng tối màu hơn á, nên là mình cũng sẽ che nó một tí. Mà các bạn thấy nó tím tím xanh xanh. Và do da mình cũng là da sáng nên là mình sẽ dùng cái màu cam để đặt lên bọng mắt. Dạo gần đây bọng mắt của mình nó đã trở lại rồi, do là mình không ngủ được á, mình thức khuya. Nhiều người nói là hậu Covid thì cũng sẽ bị mất ngủ rồi, khó ngủ rồi nọ, không biết là có phải như vậy không. Nhưng mà bây giờ này mình khó ngủ hơn mấy đợt trước, mắt bị thâm quầng. Rồi sau đó mình sẽ dùng bông tán. Mình sẽ dùng cái pad của cushion mình tán luôn. Và sau khi đó thì các bạn sẽ dùng kem che khuyết điểm đè chồng lên thì nhìn nó sẽ tự nhiên trở lại thôi. Lúc này nhìn nó hơi buồn cười nhưng mà đừng lo, cái gì cũng sẽ có quy trình của nó. Tiếp theo sẽ là concealer. Thì thật ra cái em này mình xài cũng sắp hết rồi, mình đang cố gắng mình vét cho nó hết á. Chưa có mua cái mới, xài cái tiết kiệm cho tới cùng. Thì hiện tại thì mình cũng có dùng khuyết điểm che khuyết điểm cho bên này nên là mình sẽ che toàn bộ mặt của mình luôn. Thường lúc trước thì mình sẽ dùng trực tiếp mà bây giờ nó hơi khó dùng á, nên là phải dùng một cây cọ để vét nó ra, để chét lên. Nếu mà bạn không có color corrector thì bạn cũng có thể dùng concealer để che cái vùng cánh mũi cho cái màu da đó nó sáng hơn một tí. Nhìn nó đừng có bị kiểu xỉn xỉn màu á. Mình cũng dùng kem che khuyết điểm để che những cái vùng da bị nám của mình luôn. Ví dụ như là phần gò má và phần trán nè. Có một số cái vết thâm mụn á thì mình cũng dùng kem che khuyết điểm để chấm lên luôn. Thật ra thì kem che khuyết điểm nó cũng đã đủ để che mụn rồi á, nhưng mà một số cái mụn viêm á thì nếu mà bạn có color corrector thì che nó sẽ tốt hơn. Và đặc biệt là khi mà bạn chụp ảnh á, nó cũng sẽ không bị thấy. Khi mà mình cứ che đè lên cái phần
color correcting hồi nãy là được. Sau đó thì sẽ tán ra. Thường á, nếu mà mình dùng kem nền đó, thì mình sẽ không tán kem da khuyết điểm, mà lúc mà mình đánh kem nền mình sẽ tán lên luôn, mình sẽ giữ cho nó một chút cho nó set kiểu như vậy á. Mình sẽ phải đánh cái phần bên này tán cho nó ra, tại vì bên này mình không có đánh kem nền, mình chỉ dùng da khuyết điểm thôi. Đó, được chưa mọi người? Rồi, còn bên này á, thì mình bắt đầu sẽ dùng kem nền. Đã lâu rồi mình cũng không có đánh kem nền nữa, tại vì khí hậu ở Sài Gòn nó quá nóng đi. Dùng kem nền mình cảm thấy như là nó rất là bí á, với lại đeo khẩu trang nó dính lên khẩu trang hết trơn à, gớm lắm, nên là mình cũng kiểu như chả có muốn đánh kem nền nữa, cả cushion cũng vậy. Gần như là bây giờ ít xài lắm, chỉ có che khuyết điểm thôi cho nó lẹ. Và mình cảm thấy cái phần da của mình khi mà che khuyết điểm á, nó cũng đã đủ rồi á, chứ rồi lấy hơi nhiều, cái này lấy cho full face rồi, sẽ đánh xuống cổ. Quen tay bóp cho nhiều. Cái em mà mình đang xài là của Bobbi Brown thì nó cũng lỏng và mỏng thôi, nhưng mà được cái là cái lớp finish của nó matte á, nên là không có bị bóng bóng dầu. Xài ở khí hậu Việt Nam thì cũng ổn, chỉ là mình không thích cái cảm giác mà kem nền nó in lên hết cái khẩu trang, nên là mình cũng hạn chế được. Chứ thật ra thì em này xài đi ra đường nó cũng không tới nỗi nặng nề nha các bạn. Nó thấm vô da rất là nhanh, và nó cũng khô ráo mà, xài rất là thích. Bây giờ các bạn có thấy được cái sự khác biệt giữa hai bên chưa? Bên này thì nhìn da mình nó tự nhiên, nó giống như là da sao thì cái mặt vậy, còn bên này nó sáng một tí. Và đó là lý do tại sao mình phải đánh xuống cổ, chứ không là cái màu hai bên nó sẽ khác nhau một chồng vực. Bước tiếp theo thì là bắt đầu mình sẽ concealer cho mắt. Mình sẽ kẻ một cái đường tam giác ở dưới mắt, và mình sẽ để nó như vậy luôn cho tới khi nào mình trang điểm mắt xong thì mình mới tán. Với cái kiểu trang điểm cũ thì mình sẽ cần phải contour nữa, thì thường là mình sẽ contour trên này một tí, tại vì trán mình cũng hơi cao á, mình cũng hơi contour chỗ này. Do là mặt mình bị nám sẵn rồi nên mình không có vẽ cái số 3 như là mọi người thường vẽ. Rồi, dưới này một cái đó. Mình có một cây cọ như thế này nè, chuyên để tán contour. Rồi, thích. Mình có hai dạng contour, là đây là kem, và mình cũng có một cái dạng phấn. Thì thường thì đi du lịch thì mình sẽ xài dạng phấn nhiều hơn, còn tính bình thường thì mình sẽ xài dạng kem á. Bên này nhìn nó sắc nét hơn bên này đúng không? Mặc dù bên này nhìn cũng cái bên mới, thật ra là do mình bị náo. Nhìn chỗ cái gò má nó cũng có vẻ gì đó là được contour, kiểu tạo hiệu ứng contour, nhưng mà thật ra là do da nó bị nám thôi. Rồi, ok, xong bây giờ sẽ tới mắt. Thì mình sẽ prime mắt. Lúc trước thì prime thôi, bây giờ thì cũng làm biến lắm, nhưng mà mình nghĩ vẫn nên. Do là mồ hôi dầu nó ra thì khiến cho cái con mắt nó bị màu nó bị trôi á, hoặc là nó bị xê dịch á, nhìn nó cũng ghê lắm, nên là cứ prime cho chắc ăn thì nó giúp cho màu nó bám tốt hơn và nó lên cũng đẹp hơn nữa. Đây là cái bảng màu mà mình sẽ dùng hôm nay. Mình nghĩ chắc mình sẽ dùng màu hồng này, màu hồng này và một số cái màu nâu ở dưới này để tạo cái hiệu ứng smoky eye. Thật ra lâu rồi cũng không có đánh, không biết là còn đánh được tốt không, mình cứ để xem nhé. Đầu tiên mình sẽ làm con mắt này trước đi. Sẽ đánh cái màu base trước, thường là sẽ màu trắng, giống như là tạo cái lớp nền á, cho những cái màu khác đánh lên á, lên cái màu tốt hơn. Lâu rồi mình cũng không có làm makeup á, nên là mình không có nhớ những cái từ vựng dành cho makeup là gì, các bạn không cảm mình nhớ sao mình nói vậy. Tiếp theo là mình sẽ đánh cái màu hồng lên ở giữa, bạn không cảm mình để cái gương hơi xa, mình xích lại gần một tí. Hồng rose gold này cũng dễ thương á. Cái đó thì mình phải dùng một cây cọ như thế này để mình tán smoky eye ra, dùng cái màu nó matte một tí. Với lại một phần đó là do hai con mắt của mình, nó mắt to mắt nhỏ, một bên mí ló một bên có mí, nên là mỗi lần mình đánh mắt nó cũng mệt lắm, mình có phải canh, tại vì con mắt mình này nhìn nó to hẳn, nên là nhiều khi
ghé mắt và để đánh mắt á, phải canh làm sao cho cái bên này đánh nó nhiều hơn một tí, rồi lúc mà nhìn tổng thể thì hai bên nó sẽ đều nhau, chứ nếu mà làm y chang á thì hai bên nó lại bị so le đi. Thì như lúc đầu như lúc chưa đánh thì nó cũng công cấp, cuối cùng là sẽ dùng cái màu nhũ để đánh gần cái phần chân mày, tạo cái hiệu ứng sáng cho con mắt, không biết nói sao, tôi nghĩ vậy, cho cái phần mắt nó nổi bật hơn. Sao? Nhìn nó khác hẳn không? Khác hẳn bên này luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu sẽ đánh bên này nha. Bên này thì đơn giản lắm. Lấy ngón tay luôn. Để cái màu này. Đánh trực tiếp lên mắt cho lẹ. Vỗ vỗ như thế này nha, chứ không có quẹt nha. Quẹt là con mắt nó mau bị sụp lắm. Và các bạn nhớ là nên dùng cái ngón áp út, ngón dao nhẫn á. Tại vì ngón đó lực nó yếu nhất là nó không đè mạnh quá lên con mắt của mình, cái vùng da mắt nó rất là nhạy cảm. Và cũng dùng cái cọ này để bắt đầu vẽ cái màu nhấn. Mình sẽ dùng cái màu nhạt hơn ở bên mắt bên này. Và mình vẽ nó sát cái viền mí xong rồi đánh lên, giống như là kẻ eyeliner vậy đó, xong rồi đánh lên một tí nhẹ nhẹ thôi, cho nó một chút gì đó nhấn nhấn ở đuôi thôi. Xong rồi đó. Thế là xong. Rồi bây giờ mình sẽ tán cái phần concealer ở dưới này ra. Cái lý do mà mình tán concealer cuối cùng, thứ nhất là để cho nó set, cho nó cái giữ cái màu lâu á, thì lúc mà bạn tán sẽ ăn da tốt hơn. Và nếu mà mình có đánh phấn nó sai thì mình cũng có thể dùng cái màu này mình quạt lên sau đó cho những cái phần sai đó nó mờ đi. Lâu lâu mình kẻ cái đuôi nó hơi sai sai á thì mình có thể quẹt lên vậy nè, là nó che được cái phần đuôi mà mình đánh sai. Nó giờ nhìn con mắt sáng hẳn luôn. Ok. Tất nhiên là mình cũng sẽ đánh dùng cái màu hồng đó mình kẻ phía dưới một tí cho cả hai bên. Rồi đó, thế là xong. Bây giờ sẽ tới kẻ mắt. Thì cái kiểu kẻ mắt của mình trước giờ nó vẫn y chang nhau thôi, không có gì khác hết, nên là không có gì đặc biệt ở phần này. Bên này thì mình sẽ kẻ mắt màu đen, bên này mình sẽ cắt mắt màu nâu cho nó xì tim dâu chứ không có gì hết. Mình thích dùng cái búp eyeliner, nó có cái đầu chổi như thế này nè, đầu cọ chứ, đầu cọ thì cái nó nét nó đi mềm mại hơn và bạn dễ điều khiển nó theo ý hơn. Mình sẽ kẻ đường cát eye cao một tí cho nó giữ cái hiệp yêu nó vô. Không cho nói chuyện luôn các bạn, đây chính là con mắt. Kẻ rất là to luôn, nhìn nó bự hơn hẳn đúng không. Rồi tới bên này thì sẽ nhẹ nhàng steam dâu lộn, dùng cái màu nâu. Để thử các bạn xem. Thật ra cái màu nó cũng không có nâu lắm, mocha, nhưng mà phải nhìn gần lắm mới thấy. Mà tuy nhiên thì nó cũng tạo cái hiệu ứng nó tươi tươi trẻ hơn là cái màu đen. Tuy nhiên là bên này thì mình sẽ kẻ cái đường eyeliner nó nhẹ nhàng hơn, thấp hơn, chỉ kiểu như là cái wings nhiều tí thôi, chứ không phải là cắt tay như bên kia. Nhìn bên này đúng không? Nhìn rất là hung dữ đúng không? Xong qua bên này. Khác liền, kiểu cute không hay que. Bây giờ thì sẽ tới mascara. Bây giờ mình cũng không còn kẻ mascara, chuốt mascara nữa. Một phần là do mình lười, thứ hai là mình đeo kiến đó, nó hay bị đâm vào mắt. Lúc trước đó, mình chuyên đeo len hơn, mỗi lần mình trang điểm thì mình sẽ đeo len. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng không còn mưa len nữa, do có một khoảng thời gian mắt của mình nó bị gọi là bị phù, có dịch ở trong hoàng điểm hả? Quên rồi, mình quên mất tiêu rồi. Cái từ nó lạ lắm, nhưng mà bác sĩ khuyên là cũng đừng có nên đeo len hay là gì hết. Nên là mình đã bỏ đeo khoảng 2 năm rồi á. Từ đó thì trang điểm mình cũng không có còn chút mascara nữa.
Do là đeo mắt kính thì nhìn nó cũng không có khác biệt gì cho lắm. Nếu mà đeo lens mà không có chút mascara thì nhìn nó thấy rõ luôn, và con mắt mình nó cái mí nó sụp và sụp. Chút mascara. Hiện tại mình đang xài cái này là Marvel của Maybelline. Cái đầu chuốt này thì nó hơi to so với cái mi của mình á. Cái này được bạn tặng nên là hơi sợ đại. Thì cũng không còn sử dụng mascara nhiều nữa, sao không được. Mascara xong thì sẽ tới kẻ chân mày. Và cái kiểu kẻ chân mày của mình nó nói thật ra là bây giờ nhìn nó đẹp hơn hồi xưa. Hồi xưa mình kẻ ghê đó. Kẻ đậm ơi là đậm và nhìn nó cục lủng à. Kẻ này trước đi. Mình thích cái cây chỉ cái mày nó cái đầu này nè. Nó là lạ nhưng mà lúc mà chuốt nó cũng đỡ đau hơn. Là cái cây chỏ tán kia. Bình thường là xong cái con mắt là coi chưa là cũng hết 3/4 chặng đường rồi đó. Bây giờ tiếp theo thì sẽ là đánh má hồng. Mình cũng sẽ sử dụng luôn cái bảng màu này thì nó có những cái màu ở dưới này nè. Mình sẽ đánh với cái kiểu phong cách cũ thì mình sẽ đánh cái màu nó hơi trầm một tí. Thấy nó hơi kiểu nâu đất. Và mình để cái mặt. Lúc trước thì mình hay cười á, mà hôm bữa mình có xem thì có một cái bạn make up artist có chỉ là do là bình thường chúng ta không có cười nhiều và người ta muốn nhìn cái set trang điểm trên mặt bạn như cái cách mà bạn để cái khuôn mặt tự nhiên á, kiểu biểu cảm tự nhiên á, nên là cứ để mặt bình thường xong rồi đánh má hồng thôi chứ không cần cười làm gì hết. Và mình sẽ ăn gian mình đánh lên này một tí để nó có một chút gì đó hiệu ứng. Còn về bên này thì mình sẽ đánh cái màu nó tươi trẻ, nó hơi có nhũ. Mình sẽ đánh kiểu say rụng. Giờ này mình bị mê kiểu đó. Nhưng mà mình đánh nó không có quá đậm á, kiểu vừa phải thôi. Rồi. Nhìn nó rất là weird luôn á các bạn. Với bên cũ thì mình sẽ có highlighter số chỗ. Ví dụ như là mũi nè. Chóp mũi. Rồi. Tí ở trên chân mày. Và trên này ngay trên cái phần đỉnh gò má tí và ở trên chỗ cái môi. Cuối cùng là đánh xong rồi. Hồi trước thì mình bị mê những cái màu tông trầm, kiểu như là đánh smokey eye rồi tất nhiên là phải đánh những cái màu nó tối tối tí, ví dụ như là màu tím hay là màu đỏ bầm. Và mình thích đánh son mát. Nó bầm bầm một tí. Còn bây giờ thì chỉ chung năng động son bóng. Cái này hình như là glowy lip nên là nó hơi dưỡng, như có dưỡng một tí. Cái màu thì nó cam cam. Thật ra nó cũng không có chỉ chung gì lắm đâu, chỉ là nó không có đậm như là cái son trước mình hay đánh thôi. Rồi chỉ trang điểm lúc trước của mình đó. Nhìn rất là hung dữ. Còn bây giờ chỉ chung năng động và rất là nhanh luôn. Nếu mà các bạn để ý thì bên này á, nếu mà bình thường mình làm á có khoảng 15 phút là xong rồi, nhưng bên này á thì chắc phải là nửa tiếng hoặc hơn, do là cái phần kẽ mắt và contour rất là mất thời gian. Và đây là cả hai so sánh với nhau. Bên này nhìn dữ hơn hẳn, là già hơn hẳn đúng không? Do là mình đã spot the eye nè, xong rồi dùng son môi là cái kiểu đánh má hồng á, nó hơi làm cho cái gương mặt của mình nó già hơn. Còn bên này thì mình cứ để những cái đường nét tự nhiên của mặt mình, cũng không có hề đánh kem nền hay tạo khối, kiểu như là
có nhiêu xài nhiêu vậy đó, ít sản phẩm hơn. Nhưng mà bị cái là những cái hôm mà da xấu thì tất nhiên là mình vẫn phải đánh cushion, chứ không thì nhìn sần sùi hay là xỉn màu nó không có được đẹp. Cái video đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ở dưới này mình đang bày một đống đầy như này luôn. Hãy bình luận cho mình biết là bạn thích cái phong cách makeup nào hơn, kiểu cũ hay là kiểu mới. Đừng quên ấn like, share và subscribe kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.